hôm nay mà ăn cái đống này á là mình mau ăn chóng lớn luôn á. Trời ơi, cuộc sống tí hon thấy ở đâu cái gì cũng bự hết hen. Ủa, tao này lại có người nữa đây. Trời ơi. Quay, nhà này của tôi mà chặt cái gì ơi, thằng kia. Không nghe tiếng hoài vậy. Ao nè mày. Trời ơi. Đây vậy. Đây là nhà tí hon của tao đó, đừng có đạp tùm bậy tùm bạ ngôi nhà trong cây. Trời ơi, em không biết, tại vì xây trước nhà em chặt đi. Trời ơi, vô gì vậy, nhà này kế bên mà, trời ơi, cái này mà chặt cái gì không biết nữa. Trời ơi, bỏ ra, ôi kìa. Ôi, ngôi nhà của tao, đừng có đạp ơi. Rồi xong, nhà của tôi mất tiêu luôn rồi. Bây giờ nó chỉ còn có mảnh đất này thôi mấy bạn. Ủa, tôi nhớ của tôi bự lắm mà sao bây giờ đặt cái nhà xong giờ nhỏ xíu vậy? Khoan, hay là mảnh đất này nó không di chuyển, nó không to không nhỏ nhưng mà mình đã to lên các bạn ơi. Mình như là mình to hơn bình thường rồi mấy bạn ơi. Ban đầu hồi nãy mình nhỏ, mình đi vô ngôi nhà bự dần dần nhưng mà bây giờ nhìn ngôi nhà cái chút xíu xíu mình bự hơn ngôi nhà luôn rồi mấy bạn à. Chỉ là chết giúp mình bự lên đó mấy bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ đi xây căn nhà mới rồi các bạn ơi. Bây giờ mình bự gần bằng một lốc luôn rồi. Thôi bây giờ thì chúng ta đào cái hang chúng ta ở đi. Ngáo ơi, anh vừa tìm được một thứ này này Ngáo ơi. Ngáo, nè nè Ngáo này, tao vừa bắt được mấy con zombie mini này, tao cho vào một đống vào trong cái lò này này, hay chưa? Đâu ra hay vậy? Trời ơi, bắt một đống ở trong rừng đó chứ đâu ra nữa. Biết dữ người ta. Ê, em có cái trò này hay dữ lắm luôn nè. Trò gì mà hay? Cái trò của em sẽ dùng tới cái lò này của anh á. Là sao? Nói luôn đi. Bây giờ anh đưa cái lò này cho em. Thấy không em? Đâu, để tao xem mày làm gì. Đây, hả bọn nó ra. Ủa? Cho bọn nó đi kiếm anh nha. Là thải bọn này để đi bắt đi ha, là sao? Đúng rồi, anh đi ha là người tí hơn mà, cho nên mấy con zombie này sẽ đánh anh đi ra bả luôn. Oh, thú vị. Rồi đào đi, la. Trời ơi, ôi đất ơi, chỗ này nó lủng một lỗ luôn rồi mấy bạn ơi. Ủa cái tụi kia, ơi cái gì nữa đây? Ôi sao zombie nhiều quá vậy? Ôi ơi, chết rồi, tôi chết rồi. Nhanh lên. Ôi zombie tới. Quỷ ngao với là thằng Cảnh nó giam thả một đống zombie đến xử mà luôn các bạn à. Ôi bây giờ mình cao gần bằng một block luôn rồi mấy bạn ơi, nhưng mà mình không thể nào leo lên được block đó bởi vì mình còn nhỏ. Zombie ơi. Tôi nè ở dưới. Hello, ý sao nhỏ vậy? Tôi là người tí hon mà. Bây giờ tôi đã bự hơn rồi đó. Nhưng mà thằng Ngáo với lại thằng Khánh nó thả quá trời zombie luôn. Mà có thể nào cho tôi kiếm với lại khi để tôi xử zombie không? Dễ mà. Nè, cho ông nè. Có cần bổ giáp luôn không? Cho tôi bổ giáp luôn đi. Rồi, trời ơi. Nhưng mà mình để ý nha các bạn ơi. Mình càng chết thì mình càng bự lên thì phải. Ông bằng có một block thôi à. Coi chừng đi người ta đạp. Biết rồi, tôi bạn có một block thôi à, nên là máu tôi ít lắm, có 6 máu thôi à. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi xử đây, mấy con zombie chết tiệt. Tụi mày đâu rồi? Đứng lại mấy anh kia. Trời ơi, anh đi zombie. Zombie nó kìa. Đúng rồi. Mày ơi, bây giờ mình bự quá các bạn ơi, tụi nó nhỏ xíu rồi. Hồi nãy nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ thì to lên rồi. Zombie còn 3 con rồi. Còn 3 con thì mình cũng giết được các bạn ơi. Nè, đây. Ê, ôi, đập vô cái đó giằng mút chỉ luôn. Mày ngu. Bay ra nè. Mày nè. Bây giờ sao? Bây giờ thì đến lượt tôi xử mấy người. Đứng lại. Không biết gì hết. Đứng lại. Người bé thế sao chạy được? Tụi nó bự hơn mình các bạn ơi, nên là tụi nó chạy nhanh quá à. Tụi nó chạy mất tiêu luôn rồi. Ơi, thằng quỷ ngáo. Ui, nhà nó có thể leo lên đường nè. Vậy là ta có thể vào nhà mày được rồi con. Wow, đây là nhà của Super Ngáo nè các bạn ơi. Ý là la. Được rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình chặn cửa lại. Chặn luôn. Làm sao? Rồi, ok các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo là mình phá nhà thằng này. Phá nhà. Quá trời thứ luôn, quá trời mà lóc lùm le luôn các bạn ơi. Mày lên lầu luôn. Anh được lắm, tôi sẽ cho anh một bài học. Đây rồi.
ơi, được rồi, được rồi. Ê, đi 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 tao đây, tao đây. Cái lộn. Cái mời đi 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 tao, đi tao đi. Đây, đây. Đây đây đây, vô nhà tao đi phá nè. Nhà tao luôn cũng được để cho nha. Tí hon trong đó chết luôn. Cho đó cho nổ tung cái nhà tao luôn đây. Phá nè, phá nè, phá nè, phá nè. Nổ đi, nổ đi. Nổ đi. Trời ơi, chết nữa rồi. Ủa, hình như mình cao hơn một block luôn rồi các bạn ơi. Có nghĩa là bây giờ mình cao lên nữa rồi. À, vậy là đúng rồi. Mình càng chết thì mình sẽ càng cao. Như vậy là mình không còn trở thành người tí hon nữa. Mình trở thành người bình thường rồi. Kiểu này thằng Ngao và thằng Khánh sẽ biết tay mình. Đáng đời chưa, nổ cái gì đấy, cái gì đấy? Cái gì mà mày la ôm xòm vậy, cái gì đấy? Anh đi à, bị ba con cờ gipper tôi nổ chết luôn rồi. Ôi, đáng cái... đời. Trời ơi. Đúng là đáng đời mà. Đúng là cái thằng tí hon gì đâu. Bây giờ thì tao không còn tí hon nữa. Tụi mày bây giờ thì chạy đi đâu được đây. Mày mày to trở lại rồi. Mày là tí hon. Tí hon nữa đi. Tí hon nữa đi. Tí hon nữa đi. Mày dám nói bây giờ tụi mày đã bị tao xử đẹp. Tôi chết rồi. Anh đi hả ơi, đừng có đi vô đó, trong đó nguy hiểm lắm đó anh đi hả ơi. La la la. Thôi xong, thấy bà rồi. Trời ơi, cái thằng Ngáo nó làm gì la ông Sâm vậy? Mình phải kiểm tra mới được. Bây giờ thì anh chết với tôi, anh Khánh ơi. Đặt nặng đi anh đi, đặt nặng. Đặt cho khắp cái nhà luôn, cho nổ tung cái nhà luôn. Thấy bà nội của anh đi hả ơi. Chết rồi, anh đi hả ơi. Thiệt chứ. Chết rồi. Tại sao Nia có thể to bằng mình được nhờ? Trời ơi, nó to gì mà cái bằng mình nó nhanh dữ vậy trời. Ủa? Ôi ơi, nhà của tôi. Tại sao nó lại tật tài cái này? Là thằng nào? Trời ơi là trời. Mày tại sao mà tự nhiên Nia lớn bằng mình luôn anh Khánh? Ủa? Nhà anh bị gì ai? Mày nghĩ xem, nhà tao tan bành này là do ai? Là anh Nia đó. Chắc chắn luôn. Bây giờ nhá, tao với mày lấy nguyên bộ kim cương phải đi xử nó. Lên đồ à. Được. Đi cái nào đây. Các bạn ơi, bây giờ mình to khổng lồ luôn rồi các bạn ơi. Tự nhiên cái hồi nãy mình đi vô nhà của thằng Khánh, sau đó nó cái đùng một phát cái tụi mình biến thành như vậy luôn. Trời ơi, đúng là một điều thần kỳ luôn các bạn ơi. Hay, bự như thế này không biết là mình đào block sẽ như thế nào. Wow, đào một phát bự quá trời bự luôn. Nhắc như vậy mình sẽ vip lắm này. À đây rồi. Giết nó, giết nó, phải giết nó. Tụi mày có chắc chắn là muốn đánh nhau với tao không? Ê, ê, có gì đó sai sai mày ơi. Sao tự nhiên nó to to. Ôi 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 mày ôi 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 mày ăn hiếp tao, ăn hiếp tao lúc tao người tí hon nè mày. Đập người khổng lồ rồi. Wow, xịn dữ thiệt á. Ơ vậy là giờ ông có thể bảo kê tôi được rồi đó. Trời ơi, tôi sẽ chụp gì cả. Kìa. À, tụi nó đi máy bay xuống luôn kìa. Ê, tôi mày đâu bán được tao đâu. Mày mày. Ôi, mày. Xong chết rồi. Bắt kìa đó. Cuối cùng tao cũng giết được thằng Ia rồi. Đi đi mày đi mày. Trả thù để mình đếm trả thù mình phải phá ra nó. Đi mày. Trời ơi các bạn ơi, mình có Ôi khổng lồ đâu kia. Ai tình tiết công nè mày. Tây ta chờ. Mày nè. Ê ê ê ê. Ê ê ê. Mình đặt một khoang lập bể hết tất cả luôn mày. Ê
mày ngon lắm rồi. Trốn đi, trốn đi Gao ơi, trốn đi. Mày nè, khó đánh đó mày. Còn nữa. Mày nè. Uầy, bây giờ mình biết hình người khổng lồ mình có thể phá nè. Tụi nó nhanh chóng luôn các bạn ơi. Wow, gì vậy? Trời ơi. Đứng rồi mày, đứng rồi mày. Đứng rồi, đứng rồi. Đứng nè, mày dám trả thù. Đây, nè. Mày trả thù. Một cây cúp thôi là nó đi liền các bạn ơi. Trời ơi, Jimmy có sao không? Tôi xử hết mấy đó các bạn. Nhưng mà nhà tôi bởi ơi. Cái vậy, con có tôi đã cho biết con robot nữa hả mấy thằng này? Bắt đây. Ôi, đánh nó đi. Tấn công hay. Cái gì? Mình đuôi ơi. À đồ các bạn ơi, mình to hơn ngôi nhà của mình luôn rồi các bạn à. Chưa kể đâu, thanh máu của mình có 8 thanh máu luôn các bạn ơi. Bây giờ mình quay trở lại con ti ta sẽ biết con kia. Cái gì vậy? Mày à. Cái con này khó chịu nha, nó cứ bắn mình hoài các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nó biết tay các bạn. Hey. Ôi trời ơi. Titan Smicker Ver 2 nè mấy bạn ơi. Wow, trời ơi. Được rồi, tao sẽ cho con này bút khỏi thế giới này luôn. Được. Được rồi. Titan Smicker của tụi bay à. Quý. Tạm biệt gấu mì xa nha. Tạm biệt. Đây. 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 Ôi trời ơi, nó nhỏ. Mẹ chiều, mẹ chiều à. Mình hư rồi các bạn ơi, mình phải chế tạo cái cúp mới thôi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đặt một cái bạn chế tạo xuống. Trời ơi, cái gì mà nãy giờ cà nói hoài mà không được. Rồi tiếp đây là mình chế tạo cây cúp kim cương. Đúng rồi, bự quá, cài lâm luôn. My god, trời ơi, lắc em luôn rồi. Rồi, thấy bà nội rồi. Trời ơi các bạn ơi, đào một phát là muốn banh cái máy luôn á các bạn ơi. Ui rồi ôi, coi cái một khó mà mình con nào bắn tôi nữa rồi. Trời ơi vậy thôi. Ôi trời. Trời ơi bực bội vậy chứ, nó đánh bắn mình dưới luôn hả bạn ơi. Super ngáo hả bây giờ này mày. Rồi đứng máy luôn. Rồi xong rồi, nó chết trước mặt mình luôn rồi mấy bạn ơi. Rồi.